À, cái lễ trước là cái lễ ở nhà thờ Hòa Đạo Hòa Hinh, Hòa Thượng. À, bây giờ tiếp tục ở đây là cái nhà thờ của Hòa Đạo Hòa Hinh. Thì sau khi cái chương trình sắp đặt đó thì sau khi cái lễ của Hòa Hinh đó, rồi là sẽ phát gạo ở nhà thờ Hòa Hinh trước 8 giờ, lúc 8 giờ. Rồi khi xong ở nhà thờ Hòa Hinh rồi thì bắt đầu là mình chuyển xuống nhà thờ Hòa Thượng phát ở đó 10 giờ. Thì trong cái chương trình thì định có cái nhà thờ quản lý, nhưng mà hình như ông cha nhà thờ quản lý ông nói rằng là ở dưới đó có cái nguồn làm từ thiện rất là mạnh của bà Tám gì đó. Cái băng của mình là nhường lại cho bà Tám đó làm ở dưới quản lý đi. Bây giờ mới cắt cái phần gạo của Hòa Đạo quản lý đem về cho Hòa Hinh phần nữa và Hòa Thượng phần nữa. Như vậy là cộng với cái phần của Hòa căn bản của Hòa Hinh và Hòa Thượng đó, thì ở đây và được mọi người cúng dưỡng. Một trong những nguyên nhân quan trọng. Dạ, đây là làm lễ sau 1 giờ. Cho nên ở đây vẫn còn lễ tang lễ ở Hòa Thượng. Chính là lễ gia dối và tiếng trung vị. Chúng ta hiện lời cầu xin cho những ai đang sống trong họ hôn nhân. Hình như là mỗi nơi đó là cùng một chương trình lễ giống nhau. Xin Chúa nhận lời chúng con. Để chúng ta nên những người hữu ích cho giáo hội và xã hội. Xin Chúa nhận lời chúng con. Sống chân thật, không giả dối, phải là lối sống thường ngày của người Kitô hữu. Chúng ta nhận lời cầu xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta luôn sống ngay thẳng và chân thành như lời giáo huấn của Đức Giêsu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng thành, xin ban ơn trời giúp để chúng con hiểu rằng nếu muốn đứng vững giữa muôn vàn thử thách trên đường đời, cũng như muốn khỏi xa vào hố tối diệt vong, chúng con cần phải giữ trọn lời luật của Chúa. Chúa là chân hàng sống và nhân tri muôn đời. Kitô Chúa chúng con.
là nguồn mọi sự chánh thiện. Vì thế chúng con đại chúng Chúa dùng ân thánh thần của thánh hóa hiện của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự quyền gặp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và bình cựu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Tương đồ này nó có cũng đi luôn ở lại đây thì sao? Ok, nó lại tới kìa. Tương lậm đặt. Dạo. Đi chút xíu bác rồi, chút xíu người ta đem đi hết rồi. Chút xíu người ta lại bà con. Tại con thấy nó cho ông đi ra nó dễ tiện. Ồ vậy hả? Nó phức á. Chắc không sao đó. Dạ. Tiện bây giờ tạo cho ông để. Bây giờ nó dời nữa mất công phiền của công việc. Dạ. Tính dần. Thùng có bao nhiêu chai? 12 chai hả chú? 12 chai chú. Ồ, đây nè, đây số 12 nhân 700ml. Dạ, này, trên này 12 rưỡi, dưới kia 12 rưỡi. Ồ, oh, yeah. Tiền nữa. Cho người được tâm. Bởi vì cái bà chị bạn này là bạn của bà xã tôi, thành ra bà biết là tôi tụi tôi về đây á. Bà cũng có tiền không nha. Bây giờ có thế này nè. Bây giờ cái này là gọi là chia cơm sẻ áo thôi. Dạ. Có nghĩa là tôi thì cũng hưu rồi, ở bển rồi, không có đi làm nữa, thì nó cũng không có được lương cao hay gì. Lãnh đủ cái phần hưu để mà ăn thôi. Dạ. Nhưng mà đôi khi mình không có cái công việc gì để mà mình sử dụng nhiều tiền thì thành ra mình ăn rồi mình nó dư chút rồi mình để dành chút. Rồi thỉnh thoảng là bây giờ con cái nó đã có cái cơ ngơi trơn rồi, nếu mà mình để dành cũng không làm gì chết cũng đâu có đem theo. Dạ. Thành ra muốn nó đem về quê hương để chia sẻ lại cho cô bác những cái người mà cần thiết. Dạ. Để mà người ta ăn hiện tại ngay bây giờ, mà trong khi mình nếu mà mình dư ra vài ba đồng bạc mà mình để đó mình bỏ túi thì mình nó đâu có lợi ích gì đâu phải không? Dạ. Cho nên vì vậy mà mới về mới có cái chương trình là chia cơm sẻ áo.
không có chi đâu, không có chi đâu. Ừ, cái chuyện đó là bình thường thôi mà. Cho nên, ừ, cho nên là cái trường hợp là Ai chồng có đi lượm đi chơi không? Không có tiền xài đi lượm đi chơi. Vậy hả, lượm đi chơi hả? Tôi hồi đó mới qua Mỹ tôi cũng đi lượm đi chơi đó. Tôi lượm lon mà còn bị mấy Mỹ đen nó giật nữa đó. Ừ. Tôi đi lượm lon mà tới chừng mà tôi đi cho tới khuya ham quá đó. Đi tới khuya về đi ngang công viên gì nó lấy cái lược nó đút vô hông tôi tưởng cái súng phải không? Ờ, cái tụi mà không nhà không cửa đó, tụi mà ăn hút mà nó bệnh hoạn đó. Vậy hả, bộ đội à? Ồ. Thương binh bộ đội. Ờ, bây giờ mình không có nghĩ rằng là thương binh bộ đội hay là thương binh lính ngụy gì hết trơn. Vậy là tất cả mọi người chúng ta là đều là con người hết. À, để cho ông ấy coi, ông lấy cái thùng đặng nói tiếng gì đó. Ok. Ờ, vậy đó. Ok, ok. Con lấy cái rượu luôn. Ok, quên hả? Ok, vậy dọn ngược lại đi. Trời ơi. Anh vợ đó. Ông xui tôi đó. Ừ. Anh vợ con đó. Vậy hả? Con mới biết là vợ con thứ tư rồi, ông thứ hai đó. Ồ, vậy là sát bên ơi, một cha một mẹ. Ừ. Không, hai chồng ở chung với ông không có nhà ở. Ồ vậy hả? Tình thương có cho nhà không? Có chú. Mà ngày sắp tới cho. Bây giờ là không cho nữa hả? Ngày sắp tới mới cho. Ồ, ok. Dạ. Thì nhà nước càng ngày càng phát triển phải không? Dạ. Thành ra những cái chiếu cố. Dạ, những cái hộ nghèo mà được chiếu cố đó. Dạ. Thì cũng hết nửa thân thể rồi còn gì nữa? Dạ. Phải không? Mẹ con. Dạ. Cái quan trọng là khi mình về quê hương mà mình sống, tuy rằng mình là bộ đội thương binh nhưng mà mình về quê hương mình sống đó, mình cũng phải hòa đồng với tất cả mọi cô bác anh em ở xứ này. Có đạo thì tốt rồi đó. Vậy hả? Ok, quá quý rồi. Đi bị thương ở khu nào vậy, vùng nào? Ở Đắc Ca chú. Đắc Ca. Còn được cái mạng đem về rồi. Đó đi Campuchia. Dạ. Dạ. Có được còn cái mạng đem về thì coi như là phước rồi đó. Yeah. Ừ. Tôi hai người anh. Yeah. Một người anh tiểu đoàn phó tiểu đoàn Tây Đô thì thơ hồi xưa đó. 307 đó biết không? Dạ biết. Chắc chú không biết đâu. Từ Bính hả? Dạ. Bính ở Tà Văn á chú. Tà Văn. Tà Văn à Bô á. Tà Văn tôi bí lùn. Bao nhiêu tuổi năm nay rồi? À, ông năm nay ông 63 tuổi rồi. Không, ông ba tuổi. Chú được rồi, chú ông già. Chú. Ừ, chú được rồi. Chú tên Hùng, chú Út Hùng. Ở đây nói Út Hùng là người cụ, người cố cụ ai cũng biết thôi. Dạ. Người mới thì không biết á, nhưng người cố cụ là biết hết. Dạ. Ừ. Cảm ơn hai chồng con. Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà, cái này là chuyện nhỏ, thành vấn đề đâu, khỏi cần phải quan tâm phải không? Nhưng mà có cái này nè, tôi muốn nói rằng là cái đợt này thí dụ như những cái người mà không có phiếu đó thì được cũng đừng có băn khoăn, là thí dụ như đợt này nó không có đủ thì sẽ từ từ nó có những cái đợt khác đó, thì đợt này đã phát rồi thì đợt khác sẽ đứng bên, còn để cho người khác người ta lãnh, người ta chưa có phiếu đó người ta lãnh. Cho nên là thí dụ như bây giờ cái phần gạo thì cái sức của tôi chịu đựng tới mức đó thôi, mà nếu thêm nữa thì nghĩa là làm không nổi. Yeah. Cho nên là mình được bao nhiêu đó thì mình hay bao nhiêu đó. Yeah. Nhưng mà cha sở thì như cha ở dưới hòa thượng thì hồi sáng cha có nói, tôi cũng nghe tôi rất là buồn, là bởi vì cha cũng có từng bị người ta trách rằng là tại sao phát cho cái nhóm này mà không phát cho cái nhóm kia. Yeah. Đó, rồi trách cha là gạo người ta cho mà tại sao cha làm khó. Tôi nghe cái đó tôi rất là xúc động cho cha mừng ở dưới, mà tôi rất là buồn trong lòng. Là bởi vì cái ít nhiều thì mình là một cái người, tuy rằng mình cần, rất là cần. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là cái giới hạn của người khác, người ta được tới đó thôi. Người ta không có giói ra được nữa. Cái tay tôi, ví dụ bây giờ tôi giói tới đây rồi mà biểu tôi giói đụng nữa, tôi đâu có giói được, phải không? Đó, vì vậy bây giờ ông cha đó,
trong cái giáo giáo phận thì coi như là rất là đông đông người. Yeah. Ông cha ông thương hết tất cả mọi người, chứ không phải ông ghét ai mà ông bỏ ai mà ông cho người này mà ông không cho người kia. Yeah. Nhưng mà rất tiếc rằng cái hàng mà cô bác đem về cho đó thì giới hạn với cái mức độ đó thôi. Thành ra từ đó là mình nên hiểu biết một chút xíu, là tại vì lần này mình không có là lần sau cha sẽ cho. Bây giờ trong đó có cái danh sách hội đồng giáo xứ, là có cái danh sách rồi ai có rồi ai chưa có gì đó thì trong đó hội đồng giáo xứ biết. Rồi tới đợt tới nữa, nếu có ai cho về nữa thì hội đồng giáo xứ sẽ để tên. Con tên Trang. Tên Trang ừ. Bà xã tôi cũng tên Trang, mới bị lên máu rồi nằm lẫn kìa. Đó, cho nên là hồi sáng tôi đi lễ với hòa thượng mà tôi nghe cha ổng giảng, mà trong khi mà ổng nói tới khúc đó là tôi rất là xúc động, mà tôi cũng rất là buồn. Ở trong lòng là rất tiếc rằng cô bác một số người không có hiểu được cái tấm lòng của cha, rồi trách ổng thì cái điều đó nó không đúng. Nó thật sự là nó sai, mà nó sai rất là xa chứ không phải là nó sai gần. Đó. Thì sau này thí dụ như những cái cô bác nào mà có phiền trách cha bằng cách đó thì tôi xin khuyên nên sửa lại. Dạ. Mình làm người ai cũng có cái sai hết trơn á. Nhưng mà mình lỡ mình sai, mình trách cha rồi thì bây giờ mình thấy mình hối hận, mình sửa lại. Bởi vì cha không phải ghét ai trơn á, nó vậy đó. Mình sửa lại sau này mình đừng có trách nữa. Ừ, vậy đó. Đâu ra gì để cha vô cha dọn cái gì đó để ra mình nói chuyện thêm á. Tại vì ổng nói là 8 giờ là dạ, tại ông ghi phiếu 8 giờ đó ha. Kia. Sao cha ông cổ thung hay gì ai vậy? Làm chuyện bây giờ. Thủ tục thì làm đi, rồi có nhiều đại diện mình có thể quay được à chú, rồi ví dụ như mấy người sau có gì. Không có, tại vì sao là bỏ ông đi chứ mà thử. Kính thưa cha sở, kính thưa quý ông bà cô bác bà con có mặt hôm nay, cũng như là cái lời con đã chia sẻ với bà con hồi nãy đó là trong cái chương trình mà phát gạo kỳ này đó là cũng là một cái chương trình chia cơm sẻ áo thôi, chứ không phải là con là cái người giàu có cả thể hay là gì bệnh mà phải đi về rồi cái đem quăng tùm lum tùm la là không có. Cái này là con chia chén cơm của con cho quý ông bà cô bác, khi mà con ăn rồi nó còn dư chút xíu tiền thì con bỏ vào cái con heo đó, rồi tới mà khi mà con có cơ hội con về thì con sẽ làm những cái chuyện như thế này. Trong cuộc đời con thì con đi rất là nhiều chỗ chứ không phải là riêng ở đây, nhưng mà giờ sở dĩ là năm nay con chú tâm ở cái Hòa Hinh và Hòa Thượng Hòa Quế đó, và Hòa Lý đó, là cái lý do là vì con đã đem hài cốt của ông già bà già về để gửi gắm ở nhà thờ Hòa Thượng, cho nên là vì vậy là bây giờ bắt đầu là con chú tâm ở cái quê hương này nhiều hơn tất cả các quê hương khác. Tiện dịp ở đây thì con cũng muốn nói lên rằng là những cái cô bác nào mà trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chưa có được phiếu trong lần này thì xin cô bác cái dịp yên tâm, để rồi sẽ có một cái dịp khác, có những người khác hoặc là con trở về mà con sẽ làm cái hình thức như thế này nữa thì hội đồng giáo xứ và cha sở sẽ ghi phiếu cho những người chưa có. Như hồi sáng đó con cũng mới trình bày hồi nãy đó, hồi sáng con đi xuống con xem lễ ở dưới hòa thượng trước thì con rất là buồn khi mà con nghe được một cái tiếng nói mà cha sở nói rằng là có một số cô bác lại trách cha sở, nói rằng là tại sao tôi cũng nghèo, ông kia cũng nghèo mà tôi không có mà ông kia lại có. Rồi trách cha sở nói rằng là gạo thì người ta cho mà tại sao lại là cha làm khó làm dễ cái này cái nọ. Thì tôi, sự thật tôi trong lòng tôi rất là đau. Bởi vì cha đó thương con là thương hết tất cả mọi người. Ở đây cô bác bà con ai cũng có cái gia đình và làm cha làm mẹ, thì cô bác thương con của cô bác như thế nào thì cha sở ở đây cũng thương tất cả chúng ta là như vậy. Cha không có thiên vị một người này mà lại bỏ người con kia. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh ví dụ như cái túi của cái người mà cứu trợ từ thiện đó, thì thí dụ như người ta đã bỏ ra được cái số tiền khoản đó thì người ta hết tiền rồi, mà bây giờ biểu người ta phải bỏ thêm nữa thì người ta không bao giờ có. Thì cũng mong cô bác đã hiểu được như vậy, và cảm ơn cô bác đã đến đây ngày hôm nay mà đứng ở đây để chia sẻ chén cơm manh áo với con. Thì con mong rằng cô bác sẽ giữ gìn sức khỏe
và đồng thời chờ đợi con sẽ về một lần sau nữa và cũng gặp được tất cả cô bác có mặt hôm nay ở đây. Xin chân thành cảm ơn cô bác rất là nhiều. Rồi bây giờ vậy là phát gạo ông chủ tịch ơi. Đây con cũng xin thay lời cho bà con giáo dân ở đây, xin chân thành cảm ơn ông Út và gia đình và là những mạnh thường quân có thể nói chia cơm một chút với bà con giáo dân của giáo xứ Hòa Hưng chúng con. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Chúa Sứ Em ban nhiều ơn lành cho gia đình ông Út và cũng chúc gia đình ông Út mỗi ngày có được cơ hội để phục vụ, để chia sẻ chén cơm manh áo một chút gì đó với bà con khó khăn nơi những vùng sâu ở Việt Nam này. Con xin cảm ơn gia đình ông Út và cảm ơn ông Út. Dạ, cảm ơn cha. Hello, được rồi. À, ở Lâu Vũ nha. Hàng đi cũng được. À, hồi qua hồi sáng gì vậy? Vô đây, vô bán cho chú. Ok, ok con, ok con. Từ quá nha. Cái đó là cái gì? Quá tài. Vui quá, vui quá bà con. Bà con. Bà con đến tham dự thật là đông đủ, rất là vui. Đáng lý là phải có thêm chừng khoảng là 200-300 nữa đó, 200-300 200-300 bao nữa đó. Dạ. Cố gắng, cố gắng. Rồi rồi xong rồi đó, vậy là xong, xong. Dạ, dạ. Cảm ơn nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. À, chia sẻ một chút kia. Ủa, gia đình ông con khách ở đây chơi gì vậy? Ông bà nha. Rồi bà đi đường nào? Đi ra đây có bà Bích Lệ chở về cho thôi, đi tôi nổi đâu. Coi chừng nha, coi chừng té nha. Cẩn thận nha. Đây. Dính giùm cho bà nha, cái chuyện. Bà tìm nha, chờ chút xíu đi. Bà cụ yếu, bà cụ yếu. Cụ yếu là cho mày mấy ông này ông kinh giùm nè. Đứng nổi không? Chị ai? Của bà. Nghe đây nè, nè, chị nó kinh qua giùm cho chị nè. Bà đây nghe, của bà kìa. Từ từ. Nổi không bà cụ, nổi không? Nổi không? Nổi không? Nổi không? Em ngoài nè, con sách chắn không? Sao, dẫn thằng cháu đi theo nha. Con nhắn, cháu. Đó, ngon lành đó, vậy là giúp bà. Ồ, hay quá, vậy là quá hay luôn. Chào con. Quá hay luôn, đưa phiếu cho ông chủ tịch, ừ, đó. Từ, con vô, từ. À, nhớ đưa phiếu trong chủ tịch nha. Để giờ kỳ sau ông phát lại cho chứ bây giờ lấy cái phiếu đi chứ kỳ sau ông không có phiếu ông phát lại đó. Bao gạo con kìa, nổi không con, cho nước mắm con nữa đó. Ừ. Rồi để con đây. Đó, đó có anh tiếp rồi. À. À, hai phiếu hai thêm chai nữa đó, đúng rồi đó, hai bao gạo cha, hai bao làm sao ấy da mạnh thiệt ta, ấy da cái kiểu này là bỏ lại một bao tôi lõm trời ơi, hai bao nữa
thầy ơi, phụ giùm ba. Rồi, ô, xương sống, coi chừng. Cẩn thận. Ây da, một mình mà đi lãnh hai phần con nặng quá ha. Nặng quá. Ừ, nặng quá rồi cái xương sống nó trặc cái mắt công là phải đi uống thuốc nữa. Ok. Yên tâm. Có bà kia bà đi nổi nhưng lạnh. Được, không sao. Cứ việc làm. Giúp được càng nhiều càng tốt. Bởi vì bà con đôi khi ốm yếu rồi. Mỗi người lãnh được một phần gạo là một bao 10kg và một chai nước mắm, và chị đây sẽ cho 100.000. Từ lãnh là đi ra đường bên đây. Bây giờ đang sắp đến là khu 1 lãnh trước. Đi hàng hai đi dễ phát, tại vì lấy hai bên phát cho đẹp luôn. Chứ chàng lớn gì là phát. Sắp ra.